Cô gái 19 tuổi ở Hà Nội mất tích từ mùng 3 Tết. Ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín tiếp nhận tin báo của gia đình chị Bàn Thị Thương, sinh năm 2005, trú tại Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội, về việc chị đi khỏi nhà từ trưa 12 tháng 2, mùng 3 Tết, đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Thương mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy Honda Lead màu xám. Nhà chức trách đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy chị Thương ở đâu thì báo cho gia đình theo số điện thoại 0985 984 861 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Kể từ sau Tết Nguyên đán, Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát thông báo tìm kiếm người mất tích. Sáng nay, cơ quan này tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm, sinh năm 2003, trú tại Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội, về việc chị Tâm đi khỏi nhà từ chiều 19 tháng 2 đến nay chưa thấy về. Khi đi chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Người dân biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Tâm ở đâu, xin báo cho gia đình hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cũng thông báo tìm cô gái 21 tuổi mất tích từ ngày mùng 7 Tết. Theo trình báo của gia đình chị Lê Thị Thủy Linh, 21 tuổi, quê ở Thanh Hóa, trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2. Khi đi, chị Linh mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại trung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê ở Bắc Giang, về tội giết người và cướp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Minh Hào khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2 trao đổi về báo chí lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc sự việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch hội, cá nhân liên quan đến vụ dùng xe biển xanh, bật đèn và còi ưu tiên để đón con ở sân bay Vinh. Theo lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có báo cáo gửi sang tỉnh ủy, cá nhân bà Hà đã nhận sai sẽ chấn chỉnh tình trạng nói trên. Cũng theo lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh, thời gian tới sẽ ra soát các sở ngành yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý xe công theo đúng quy định. Trước đó ngày 7 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh xe biển xanh, biển kiểm soát 38A 06688 vào sân bay Vinh của Nghệ An đón khách. Xe đã bật đèn xanh và có ưu tiên để các phương tiện nhường đường. Sự việc được dư luận quan tâm, được biết chiếc xe trên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh quản lý và sử dụng. Quá trình đón khách ở sân bay có bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh ngồi trên xe. Trả lời với báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Hà cho biết chiều ngày 2 tháng 2 sau khi đi chúc Tết, các cán bộ lão thành hội phụ nữ ở tỉnh Nghệ An, bà có dùng xe công vụ để kết hợp đón con gái từ sân bay Vinh về nhà. Bà Hà cũng cho rằng bà vẫn ý thức xe không được sử dụng còi và đèn ưu tiên. Khi về công tác tại cơ quan thấy xe có đèn và còi thì bà đã nhiều lần nhắc nhở yêu cầu tháo còi và đèn ưu tiên. Bà Hà chia sẻ. Cũng liên quan đến vụ việc ngày 9 tháng 2 thì ông Phạm Hoài Sơn, 52 tuổi, lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh xử phạt 2,5 triệu đồng, tức bằng lái 2 tháng và tịch thu bộ còi đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh cho biết vừa tổ chức giám sát công tác quản lý tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn, trong đó có Chùa Ba Vàng tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Theo đó, đoàn đã đề nghị Chùa Ba Vàng từ nay không tiếp nhận công đức các linh vật lạ, ngoại lai không phù hợp tại di tích. Báo cáo của đoàn giám sát cho thấy, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tại chùa Ba Vàng đã đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái lễ Phật. Ngoài ra tại nhà chùa không có hiện tượng thu đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá tại di tích, không có hiện tượng trèo kéo khách tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ hàng hóa. Đoàn giám sát của Sở Văn hóa Thể thao ở Quảng Ninh ghi nhận các hoạt động tại chùa Ba Vàng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra an toàn và đúng quy định. Cùng với đó thì đoàn giám sát đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện đúng quy định về việc không tiếp nhận công đức các linh vật lạ, không sử dụng các sản phẩm biểu tượng linh vật ngoại lai không phù hợp tại khu di tích này, thực hiện đúng quy định về việc không tổ chức các hình thức mê tín dị đoan dâng sao giải hạn tại khu di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống trộm cắp tại nơi thờ tự, bói toán, sóc thẻ, móc túi, các văn hóa phẩm có nội dung bói toán. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định và gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ba mẹ con tử vong trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Được thông tin, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trực tiếp chủ trì hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập Đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông trên. Xác định rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 2, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều 55 tuổi, trú tại tỉnh Con Tum, người điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A 48567 gây ra vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Thưa quý vị và các bạn, sức mua xe máy giảm, doanh số bán xe sụt giảm, nhưng Việt Nam vẫn xếp ở nhóm quốc gia tiêu thụ xe máy hai bánh lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Và số liệu bán hàng từ hiệp hội các nhà sản xuất xe máy xe đạp VAMA à, thống kê là trong năm 2023, cả năm thành viên thuộc VAMA gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio hay SYM chỉ bán ra thị trường tổng cộng là 2.516.212 xe máy mới các loại, giảm gần 490.000 xe, tương đương với khoảng 16,21% so với năm 2022. Doanh số sụt giảm nhưng mà quy mô thị trường vẫn còn lớn. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những quốc gia tiêu thụ xe máy hai bánh lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trước đó thì một nghiên cứu khác cho thấy Việt Nam là nước có tỷ lệ người sử dụng xe máy cao nhất khu vực Đông Nam Á với mức là 72,8% và thấp nhất là Singapore với 2,4%. Điều đó đồng nghĩa người Việt Nam sử dụng xe máy nhiều gấp hơn 30 lần người Singapore. Và thống kê này được tính toán dựa trên dữ liệu về số liệu được đăng ký sử dụng xe máy ở từng nước chia cho tổng dân số ở các quốc gia đó. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc kỳ nghỉ Tết, nông dân tại nhiều địa phương trồng sâu riêng, cà phê, lúa gạo trên cả nước đã phấn khởi bắt tay vào sản xuất vụ mùa mới khi giá các loại mặt hàng này đang liên tục lập đỉnh. Sáng 18 tháng 2, giá cà phê tăng sốc hơn 1.400 đồng một kg, vượt qua mọi đỉnh dự đoán trước đó. Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê hiện đang được thu mua ở mức 80.100 đồng đến 80.200 đồng một kg, Lâm Đồng từ 79.500 đồng một kg, Gia Lai 80.000 đến 80.100 đồng một kg, và cao nhất là tại Đắk Nông từ 80.500 đồng một kg. Dịp nghỉ Tết năm nay, nhiều vựa sầu riêng tại Tiền Giang gần như không có ngày nghỉ vì ngày nào thương lái cũng phát giá đến nhà vườn. Từ mùng 4 Tết giá sầu riêng đã leo đến mức trên 200.000 đồng một kg và nằm đến mức hiện nay. Mức giá này dành cho sầu riêng Thái, Đô Na, loại 1 và loại 2 từ 180.000 đồng đến 185.000 đồng 1 kg. Theo nhiều nhà vườn, giá sầu riêng cận Tết năm nay còn cao hơn năm ngoái do thị trường Trung Quốc hút hàng. Đối với mặt hàng lúa gạo, từ sau kỳ nghỉ Tết, các vựa lúa đã bắt đầu thu mua nhộn nhịp để phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu. Trước Tết nguyên đán, 7 doanh nghiệp Việt Nam đã trúng 10 trên 17 gói thầu cung cấp trên 300.000 tấn gạo cho Indonesia, dự kiến sẽ giao sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt nhất, phía Indonesia đã có kế hoạch tiếp tục nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm 2024.